nào. Lại bôi thuốc hả con? Đã lành rồi. Từ hôm bữa giờ cứ suốt ngày ngày nào cũng mẹ ơi đau đúng không? Cứ một tí là vừa nhớ ra là lại bị đau đúng không? Bôi thuốc cho con đúng không? Bôi đây đúng không? Lành rồi, nó lành rồi đây này. Đấy. Rửa mặt còn không cho mẹ rửa mặt cơ mà. Lành rồi. Đây. Mày sợ nó đau đâu đúng không? Đấy, hết đau rồi. À, muốn vẫn muốn bôi hả? Rồi mày bôi cho.